Xin chào các bạn. Triết lý hình của Duy từ trước đến nay vẫn không thay đổi, đó là ngực nở eo thon phân mỹ nữ, vai u thịt bắp đỉnh anh hùng. Thì một người anh hùng thật sự trong phòng gym thì là một người phải có thể chất mạnh khỏe, phải có sức khỏe và vẻ đẹp, phải cân đối đồng đều giữa các cơ với nhau. Không có chuyện trên to mà dưới teo, không có chuyện trên hùng hổ như beo mà dưới như hai quả dưa leo, thì điều đó không được. Hôm qua chúng ta đã đến với ngực tấn công, thì hôm nay Duy sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn mông phòng thủ. Đối với các bài tập mông đùi là một phần rất là xa lạ so với hầu hết tất cả những người tập thể hình. Những người ta quan niệm rất là sai lầm, tập thể hình phần chân, phần mông thì sẽ lùn, không cần thiết tập, chân đi đá banh to được rồi, không cần phải tập gym làm gì cả. Thì những cái quan điểm đó xưa không đúng, nay không đúng và mãi mãi sẽ không bao giờ đúng. Buổi tập chân là một cái buổi tập nặng nhất, mệt nhất mà chúng ta cần phải nỗ lực tốt nhất để vượt qua. Thì với phương pháp Lean Body, Duy cũng xin chia buổi tập chân thành 3 phần căn bản sau đây. Thứ nhất, phần đầu tiên là tập về sức khỏe, tập về độ trend và độ khối, độ to của cơ. Đó là mình tập chính hiệp thông qua những cái bài tập căn bản như là bài squat, deadlift, hai bài đó thôi là đủ. Thế thì giữa deadlift và squat mình nên chọn bài nào trước? Các bạn có thể chọn tùy thích, nhưng mà theo kinh nghiệm của Duy thì các bạn nên squat trước và deadlift sau. Như thế các bạn sẽ bảo toàn được sức lực và có thể được theo đuổi cái giáo án tập luyện tới những cái bài tập cuối cùng mà nó không bị tụt sức. Còn nếu bạn ngược lại, bạn deadlift trước và bạn squat sau, bạn sẽ cảm thấy rất là mệt và bạn sẽ squat không còn hiệu quả nữa. Thế thì squat nào, deadlift nào thì các bạn có thể tùy chọn. Nhưng đối với Duy á, thì Duy sẽ chọn bài squat truyền thống, tức là squat kiểu bình thường. Và một bài squat thứ hai được thực hiện trên máy Leverage. Và còn deadlift thì Duy sẽ chọn bài Romanian deadlift. Thì mỗi hiệp tập sẽ là 2 hoặc 3, là sao cho tổng số 3 bài đó thì mình tập 9 hiệp là đủ. Và qua phần thứ hai là tập luyện nhóm cơ bền, mình tác động lên những sợi cơ trong đùi một cách nó liên tục, nó bền bỉ hơn. Cường độ nó không nặng bằng nhưng mà nó nhẹ thôi, nhưng mà nó dai dẳng nhiều hơn. Thì qua đó mình sẽ tập những bài như là extension và móc đùi và đùi ép đùi trong đùi ngoài, bắp chân. Đó là những cái bài qua phần thứ hai tập luyện nhóm cơ bền. Và phần cuối cùng của buổi tập vẫn như là những cái buổi tập khác, đó là mình tập cardio tập luyện tim mạch, sức chịu đựng của cơ thể. Tất cả những cái đó các bạn nên gói gọn trong 60 phút. Nếu mà bạn vượt qua 60 phút đó, thì cái buổi tập của bạn nó sẽ không còn đúng trên tinh thần của Lean Body nữa. Cố gắng nghỉ ít, tập nặng, phong cơ tốt nhất, đốt lượng nhiều nhất. Đó là tinh thần của buổi tập ngày hôm nay. Và để bắt đầu buổi tập thì cũng chọn một bài để khởi động. Thì bài squat là vua của các bài tập, do đó Duy sẽ khởi động bằng bài squat trước. Và Duy sẽ gặp lại các bạn sau khi đã kết thúc những hiệp khởi động của bài squat này. Bây giờ mình qua những cái hiệp đẩy chính thức rất là nặng. Và đối với bài squat á, thì Duy thường thực hiện trên máy power rack. Đây là cái khung này, người ta kêu là cái khung power rack. Thì với cái khung power rack này các bạn sẽ cảm thấy nó tự tin hơn, nó chắc hơn, nó khỏe hơn. Nó thiết kế dành riêng cho những cái bài tập nặng như là squat. Và đặc biệt nó có hai cái thanh an toàn này. Thì phòng trường hợp mà bạn lên tạ không nổi thì bạn có thể gác tạ đây luôn, nó không có đè người bạn. Thì đây là một cái máy tập rất là tốt. Và đối với bài squat thì Duy vẫn tập rất đơn giản thôi. Hai mũi chân đặt song song, đặt vừa, không quá rộng, không quá hẹp, xuống đùi song song với sàn. Và một điểm quan trọng là cơ mông đưa ra phía sau, cơ mông và cơ đùi sau gồng lại chịu cái lượng tạ, giảm áp lực cho cơ lưng. Thì đó là những cái vấn đề then chốt mà trong một bài squat nặng, Duy nghĩ là phải làm như thế nó sẽ hiệu quả hơn, nó an toàn hơn và cho các bạn squat tốt hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài squat đầu tiên. Đối với squat á, thì nó rất là nguy hiểm, mà chúng ta phải đặt cái độ an toàn lên cao nhất.
Do đó có thể là cái dây quấn gối này sẽ giúp cho các bạn đầu gối nó ổn định hơn, tập nó đỡ lo lắng hơn. Và bên cạnh đó có một cái đai cứng nữa để cho nó hỗ trợ cái lưng, nó sẽ an toàn, nó không bị chấn thương. Cuộc đời tập thể hình mà một lần chấn thương là nó rất là đáng tiếc, lỡ đi bao dự tính của tương lai. Quắt thì hơi cực xíu. Đến với bài squat đầu tiên á, thì Duy sẽ thực hiện cái bài squat này 3 hiệp thôi. Với mức tạ là 315 pound. Đẩy từ 5 cái cho tới 8 cái để chúng ta đẩy. Tùy tính. Đây. Sau khi chúng ta trải qua bài squat rất là nặng, rất là mệt, thì bây giờ qua bài thứ hai là bài Roman Deadlift. Thì ở cái bài này nó cũng tác động hết vô ba nhóm cơ là cơ mông, cơ đùi trước, cơ đùi sau, nhưng mà cơ chính vẫn là cơ mông và cơ lưng. Ở bài tập này các bạn không nên tập 100% sức. Khi bạn tập tạ quá nặng thì nó sẽ, cái lưng nó tự nhiên là nó sẽ gánh vác rất là nhiều, và nó cái bài tập nó không còn đúng tinh thần là muốn tập mông và đùi sau nữa. Cơ lưng nó sẽ tham gia rất là lớn, cho nên bạn tập khối lượng tạ vừa sức của bạn để bạn có thể điều khiển được cơ mông và cơ đùi sau để thực hiện động tác này. Thì đó là quan trọng nhất ở bài Roman Deadlift. Thì với bài này Duy sẽ thực hiện 4 hiệp. Tại sao 4 hiệp? Tại vì đây là một bài rất là quan trọng. Quát 3 hiệp bài Roman Deadlift, Duy thực hiện 4 hiệp với cái mức tạ là 295 pound, tùy sức thôi, không có giới hạn là một hiệp có bao nhiêu cái, từ 6 tới 10 cái. Yếu 4 cái vẫn được, không sao cả. Điều đó không quan trọng. Và bây giờ Duy đến bài tập này. Rồi bây giờ đối với bài deadlift thì chúng ta phải có còn cái đai mềm để tập lưng và cái dây quấn để kéo lưng mới được. Thì ở cái bài này khó nhất đó là khi các bạn xuống tạ là cố gắng hãm cái lực tạ lại cho nó tốt, để cho nó kích thích cơ nhiều, chứ bạn không có xuống làm rất là nguy hiểm cho cái lưng. Cách tập của Duy thì để cho cái đòn tạ nó được trên cái chân, để nó sẽ hãm một phần rất là tốt. Ah!
Sau khi chúng ta kết thúc với hai bài xương sẩu của tập hôm nay, đó là bài squat và bài Roman and Deadlift, thì sức chúng ta hầu như đã mất hết 8 phần rồi, chỉ còn hai phần cuối để mình dung dưỡng những bài nhẹ nhàng hơn. Thì với cái bài này là cũng là một bài squat nhưng mà là sử dụng trên cái máy Liquid, có tên là Liquid Squat. Thì cái bài này á, thì một số phòng nó sẽ không có, phòng nào có thì các bạn cố gắng tập bài này, nó sẽ không cho phép mình tập nặng như squat, nó nhẹ một chút xíu nhưng mà cái độ kích thích cơ, cái độ cảm giác ăn cơ nó sẽ khác rất nhiều, tốt hơn hay xấu hơn thì cái đó do mọi người cảm nhận. Nó có điểm, nó có hơn điểm này mà nó không thua điểm khác. Thì đây là một bài tập mà chính các bạn phải tập mới có thể trải nghiệm được những cái giá trị đích thực, những điều thú vị mà động tác mang lại cho chúng ta, chứ không thể nào chia sẻ với các bạn cảm giác như thế nào. Và bắt đầu cái bài tập này, Duy xin tập bức tạ là 45 pound x 6 mà tập 2 hiệp thôi, một hiệp từ 6 tới 10 rep tùy sức. Chỉ không quan trọng là tập bao nhiêu rep cả, quan trọng sức nhiều chơi hết. Thì đó là mục tiêu chính của Lean Body. Và Duy xin bắt đầu tập bài này. Ta đến với một nhóm cơ nhỏ, rất nhỏ, còn nhiều người bỏ quên, tạm quên trong một bắp cơ, đó là nhóm cơ bắp chân và bắp chuối. Thì cái cơ bắp chân bắp chuối này tập rất khó lên, nhưng mà nó lên thì rất là đẹp, không to, nét tương đối thôi sẽ rất là đẹp. Thì đến với bài nhóm chuối thì tập lên cái máy giúp việc quát nãy, bây giờ thì tôi thấy nhóm chân thì cái máy đó. Và bài tập thứ hai là bài ngồi nhóm chân, tức là hai bài thôi đủ. Tập mỗi máy 2 hiệp, chuối từng tập là 4 hiệp là đủ. Các bạn không quan trọng là tập một bao nhiêu lần, tập là đối với chuối là không nổi thì thôi. Tất nhiên là phải tập nặng, không phải tập nhẹ. Nhón là nhón từ từ thôi. Các bạn hạ chân xuống một cách từ từ và nhón lên tiếp quá, chứ không có làm ầm ầm. Rồi không có kích thích. Và đó là cái tập vô nghĩa. Và bây giờ bắt đầu bài tập ở đây. Đến với bài tập này thì các bạn nhớ là lên dứt khoát, xuống từ từ thôi, không xuống quá nhanh. Xuống từ từ nè. Đó, lên. Xuống. Đây. Đến với bài tập tiếp theo là chúng ta qua hai bài tập rất là nhẹ nhàng, nó không còn nặng nữa, đó là bài đá đùi và móc đùi, hay còn có tên là Less Attention và Less Core.
tức là hai cái bài này là hai bài ngược nhau, một cái tập đùi trước, một cái tập đùi sau, nhưng mà hai bài này nó không phát triển độ lớn của đùi, chắc chắn nó không phát triển độ lớn về đùi trước hay đùi sau, mà nó chỉ phát triển độ săn chắc, độ nét thôi. Nó sẽ giảm mỡ trong từng sợi cơ, nó sẽ kết tinh rất là tốt ở hai bài này. Và cách tập thì các bạn đừng có quan trọng khối lượng tạ nó nặng bao nhiêu hết, nó vừa vừa sức thôi. Bạn tập làm sao từ 12 đến 15 rep được thì là bạn không thể nào tiếp được nữa, nó sẽ mỏi, nó sẽ đuối, nó sẽ mệt. Và các bạn tập từ từ thôi, động hai động tác này bạn tập chậm rãi, không cần phải tập nhanh. Thì bây giờ Duy xin qua bài tập đầu tiên là bài đá đùi, mỗi bài tập 3 hiệp với mức tạ không quan trọng. Một nhược điểm rất lớn của phương pháp HOT đó là bỏ qua những bài cô lập hay là những bài isolation, thì những bài cô lập nó cũng có một cái giá trị rất tốt cho nó, đó là nó sẽ tập trung phát triển độ nét của cơ, tập trung chủ yếu do nhóm cơ của tập mà thôi, nhóm cơ không liên quan mình không tập đến. Thì qua cái bài tập, qua cái ghế mà Duy đang ngồi ở đây, thì mình luyện hai bài ép đùi trong và đùi ngoài, thì hai cái bài này chỉ chuyên đùi trong và đùi ngoài thôi, tập sẽ rất là mỏi và hiệu quả là cái tác động tới hai nhóm cơ này rất là tốt, mà hầu như là không có bài tập nào mà nó tác động hai nhóm cơ này nhiều và chuyên biệt như là bài tập này. Đây là một bài tập rất hay, không thể nào mà bỏ qua trong phương pháp Lean Body. Với hai bài tập này là những bài cô lập thì các bạn cứ tập thoải mái, không quan trọng có được là tập từ 2 đến 5 rep, tập cho những cái rep cuối càng đuối càng tốt. Buổi tập tạ ngày hôm nay đã kết thúc. Mọi cảm giác chúng ta đã có mệt, mỏi, đã và cực kỳ kích thích. Đó là tất cả những cảm giác của buổi tập Lean Body phần nhóm cơ, mông, đùi ngày hôm nay mang lại cho Duy. Không biết chia sẻ với các bạn cảm giác là như thế nào, nhưng mà một cảm giác rất là đã. Hy vọng các bạn cũng có được những cảm giác như Duy. Nhưng để cho Lean Body có một kết quả tốt hơn thì các bạn đừng quên cardio cuối giờ. Cardio cuối giờ rất là quan trọng. Các bạn chỉ cần dành 20 phút cho buổi tập cardio thôi là các bạn sẽ đốt được lượng calo tương đối là khá khá, có thể từ 150 tới 200 calo thì trung độ của bạn. Như vậy là quá tốt, kết hợp với chế độ ăn kiêng đúng lý tưởng nữa thì các bạn sẽ có một cái cơ thể tăng cơ giảm mỡ, hai quá trình rất khó diễn ra cùng một lúc.
Thì buổi tập ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn ekip thực hiện chương trình quay và dựng video. Xin chân thành cảm ơn các bạn cũng như các bạn đã theo dõi video của Duy. Chúc các bạn khỏe, thành công.